Six Senshi chính thức thứ 11, đó là Boken Silver, đến từ chiến đội thám hiểm năm 2006. Anh tên là Eiji và là hậu duệ của dòng tộc Takaoka, những người có trách nhiệm phong ấn bộ tộc Ashu. Và cũng chính vì thế, Eiji đã coi đó là sứ mệnh quan trọng nhất của mình nên đã không ngừng truy lùng tàn dư của Ashu. Dù được thừa kế những di sản mà cha truyền lại, cùng với đó là những pháp thuật kỳ bí, nhưng nhiều đó lại chưa đủ để đối phó với đám Ashu khi mà chúng đã trở nên mạnh hơn không ngừng. Đây cũng chính là lý do mà anh đã phối hợp với những Bokenger, nhưng chỉ là trên phương diện tạm thời, bởi vì tất cả những gì mà Eiji quan tâm đơn giản chỉ là tìm cách quét sạch đám Ashu, còn những báu vật Precious trên thế giới lại chẳng có giá trị gì đối với anh. Quan điểm này đã bất đồng với nhóm đội phiêu lưu và khiến anh trở thành một kẻ kỳ quái trong mắt họ. Thế nhưng khi chuyện phim dần hé mở, Eiji còn đã xuất hiện một biểu hiện khác thường khi đã mất kiểm soát và hóa điên bất thình lình. Nguyên do cho sự việc này bắt nguồn từ chính dòng máu lai của anh, bởi mẹ của Eiji là người bộ tộc Ashu, còn cha của anh thì lại là một con người trái đất. Một khi dòng máu Ashu của anh trỗi dậy, nó sẽ biến anh trở thành một kẻ cuồng loạn và có xu hướng nghe lệnh những Ashu cấp cao. Dù vậy, sự tín nhiệm mà Boken Red dành cho cậu bạn này vẫn không hề xoay chuyển, và điều đó đã giúp cho Eiji có thể chống lại bạt gá để thành công bước tới một chặng đường mới với vai trò là một nhà thám hiểm chói sáng hay chiến binh Boken Silver. Như các bạn cũng đã biết, hầu hết các chiến binh bổ sung trong Super Sentai đều sẽ mạnh hơn các thành viên ban đầu khi họ mới được ra mắt, nhưng sẽ dần trở nên mờ nhạt ở thời điểm về sau. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp của Boken Silver, bởi vì anh ấy vẫn luôn giữ được phong độ xuyên suốt. Điều này có thể là do bản chất của Eiji vốn đã có sức mạnh vượt trội của một Ashu. Hai Six Senshi tiếp theo đó là Go On Go và Go On Silver, đồng xuất hiện ở chiến đội cơ động năm 2008. Series này đã mở ra một tiền lệ mới khi mà lần đầu tiên chúng ta có hai Six Senshi trong cùng một chiến đội và một trong số họ còn là nữ. Go On Silver cũng là nữ chiến binh màu bạc duy nhất của Sentai tính đến thời điểm hiện tại. Họ được giới thiệu là bộ đôi Go On Wings, bao gồm người anh là Go On Gold có tên là Suto Hiroto và người em gái Go On Silver hay có tên là Suto Mew. Họ đều là con của một gia đình tài phiệt, nhưng thay vì tiếp quản công việc của gia đình bên châu Âu, hai anh em họ lại quyết định ở lại quê nhà Nhật Bản để bảo vệ địa cầu khỏi sự xâm lăng của bè lũ cai ác. Ý định này được bắt nguồn từ trong quá khứ, khi mà trong một lần chạy bộ thể dục, họ đã vô tình tìm thấy hai cá thể đến từ Engine World, chúng là những sinh vật cơ khí có tri giác và bị lạc tới thế giới loài người sau khi đang truy đuổi một tên quái vật cai ác. Và rồi khi hiểu rõ được rằng các Engine cần có con người để tồn tại ở trái đất, đồng thời Gaiac cũng sắp đổ bộ đến nơi này, Hiroto cùng Mew đã quyết định đi theo hai cơ khí để đến Engine World nhằm huấn luyện chiến đấu, chờ ngày trở lại để ngăn chặn thế lực nguy hiểm kia. Và cũng kể từ đó, bộ đôi Go On Wings đã chính thức được thành lập. Trải qua một khoảng thời gian về sau, khi nhóm Go On Chair được tập hợp đầy đủ, cũng là lúc mà bộ đôi anh em họ quay trở lại. Đã sẵn là những con người có tài năng, rồi còn được huấn luyện chiến đấu bài bản, nên cũng dễ hiểu vì sao mà Go On Wings lại có năng lực chiến đấu lẫn tài thao lược tuyệt vời hơn hẳn 5 thành viên còn lại của Go On Chair. Và cũng vì thế mà trong lần trở lại đầu tiên, họ đã thể hiện mình như hai người đàn anh đàn chị với tính cách kiêu ngạo và coi thường nhóm Go On. Dù thượng đẳng là vậy, nhưng khác với nhiều Six Senshi khác, hai anh em họ lại không hề có ý đồ xấu từ đầu, cũng như luôn làm chủ được hành vi của mình. Chỉ cho đến khi trải qua những cuộc chiến cùng nhau và nhờ đến người thầy của họ ở Engine World, thay đó chính là Engine Jumbowell, hai người họ mới hiểu được rằng để đi đến chiến thắng sau cùng thì sự chuyên nghiệp của Go On Wings là chưa đủ, mà còn cần phải có một tinh thần bùng cháy mãnh liệt hơn nữa, thứ mà Go On Chair thực sự vượt trội hơn họ. Thông qua đó, hai anh em họ mới bất chảnh chọe hơn và cũng gắn bó bền chặt hơn với các Go On Chair. Six Senshi chính thức thứ 14 đó là Shinken Gon, đến từ chiến đội thần kiếm năm 2009. Anh tên là Umemori Genta, một người sinh ra trong gia đình có truyền thống làm sushi nhưng lại cực kỳ đam mê với học thuật samurai. Từ khi còn nhỏ, Genta đã được người bạn thân là Takeru, vị lãnh chúa trẻ tuổi của gia tộc Chiba, trao tặng cho Ika Origami để luyện tập. Thông qua đó, anh đã quyết định bỏ nhà ra đi để theo đuổi con đường mà mình cho là đúng đắn. Cho đến khi trưởng thành, Genta đã trở về với xe đẩy sushi của riêng mình và đã phát triển nhiều thiết bị lợi hại, đồng thời còn sử dụng một loại Mochikara điện tử độc đáo. Tất cả đã giúp anh trở thành một chiến binh Shinken Gon để hỗ trợ Takeru và nhóm Shinkenger trong những thời điểm nguy cấp. Genta có một tính cách khá khác thường, anh luôn vui vẻ dù bất kể hoàn cảnh nào, hay đôi khi còn thường xuyên ngắt lời người khác bằng lối nói chuyện không ngừng nghỉ và thậm chí còn bày ra những nghi thức kỳ quái sau mỗi trận chiến. Trong quá trình hoạt động cùng nhóm Shinkenger, ngoài việc phô diễn năng lực chiến đấu tuyệt vời, thì Genta còn thể hiện tố chất chế tạo của riêng mình khi anh đã sáng tạo ra Ebi Origami và biến nó trở thành một cơ khí đắc lực, đồng thời còn hoàn thiện thiết bị Indomaru để giúp các thành viên chuyển hóa sang hình thái mới, và cuối cùng là tạo ra một người bạn đồng hành đặc biệt, hay đó chính là chiếc đèn lồng Daigoyo. Mặc dù ban đầu, Genta có một nét tính cách rất quái gở và mang cảm giác tội lỗi vì đã rời bỏ gia đình, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người đồng đội, đặc biệt là Takeru, anh đã vượt qua mọi khó khăn và thử thách để trở thành một thành viên không thể thiếu của đội Shinkenger. Ngoài ra, Shinken Gon còn là chiến binh đầu tiên trong lịch sử mà đã sử dụng cơ khí dựa trên một con tôm hùm cùng với một chiếc đèn lồng. Six Senshi chính thức thứ 15 đó là Gosei Knight, đến từ chiến đội thiên sứ năm 2010. Danh tính thực sự của người chiến binh này đó là Groundian Header, một trong những Header mạnh nhất.
Chuyện bắt đầu từ 10.000 năm về trước, ông đã cùng các Corsair thời đó chiến đấu để chống lại thế lực Yumaju cho đến khi bị đánh bay ra khỏi các đồng minh và bị mắc kẹt trong một khối băng dưới lòng đất. Trong giấc ngủ dài đằng đẵng đó, Groundian đã lập hiệp ước với trái đất để có thể biến đổi thành hình dạng Corsair nhằm tiếp tục cuộc chiến chống lại Yumaju và bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa. Tuy nhiên, ở thời điểm trở lại, ông lại không quan tâm đến tính mạng con người vì coi họ là thực thể riêng biệt với hành tinh, thậm chí còn phá hủy vô số các cơ sở vật chất. Động cơ này đã đối nghịch với các Corsair hiện tại. Nhưng khi chiến đấu cùng với họ đủ lâu và tiếp xúc với trái tim của những người chiến binh này, ông mới hiểu rằng việc bảo vệ con người cũng sẽ đồng nghĩa với việc bảo vệ trái đất. Trên chiến trường, Corsair là một chiến binh bất khả chiến bại và không bao giờ đầu hàng trước kẻ thù. Không giống như các chiến binh thiên sứ, ông sử dụng một thứ sức mạnh được gọi là Nightic Power, cho phép ông có thể sử dụng năng lực của cả ba bộ tộc. Cho đến thời điểm về sau, khi tên Brigida đã tiết lộ một sự thật động trời rằng hắn từng là một trong những đồng đội cũ của ông nhưng đã bán linh hồn để trở thành ác quỷ, Corsair đã bị sốc nặng trước điều này, rồi sau đó đã bị hắn bắt giữ và tẩy não để biến ông trở thành một đồng minh của hắn, hay với danh xưng là Dark Corsair. Tuy nhiên, cho đến sau cùng, nhờ sự giúp đỡ từ Alata và những người đồng đội, ông đã có thể trở lại hình dạng bình thường và tiếp tục chiến đấu bảo vệ địa cầu. Ngoài ra, Corsair là thành viên duy nhất của Corsair cũng như là Six Senshi đầu tiên trong lịch sử mà không có nhân dạng con người, đồng thời cũng là chiến binh đầu tiên mà đã đóng vai trò như là một bộ phận cơ khí. Six Senshi chính thức thứ 16, đó là Gokai Silver, đến từ chiến đội hải tặc năm 2011. Anh tên thật là Ikarigai, một chàng trai nhẹ dạ và ngây thơ, nhưng tràn đầy niềm tin vào công lý và chính nghĩa. Đồng thời, anh cũng là một fanboy của những Super Sentai. Cơ duyên đã khiến Gai trở thành một chiến binh cũng rất chi là tình cờ. Chuyện là trong một ngày nọ ở quá khứ, sau khi anh đã xả thân cứu mạng cho một cô bé có thể thoát khỏi vụ tai nạn xe cộ, Gai sau đó đã bị rơi vào trạng thái bất tỉnh. Thế nhưng trong cơn mơ, anh đã gặp được ba chiến binh đã tử trận. Do cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Gai, họ đã ban cho anh một cơ hội sống thứ hai, đồng thời trao cho anh sức mạnh để bảo vệ địa cầu. Tỉnh dậy sau cơn mê sảng, Gai không những hồi phục một cách thần kỳ mà còn sở hữu thiết bị Gokai Cellular cùng với chìa khóa biến thân. Nhờ đó, anh đã có thể biến thân thành Gokai Silver. Không những vậy, Gai còn có cho mình sức mạnh tối thượng của ba chiến đội và triệu hồi ra cơ khí Gojujin. Không lâu sau đó, khi Gai biết đến sự hiện diện của những Gokai, anh đã thuyết phục họ cho mình gia nhập hội với tố chất là một thành viên mạnh mẽ, am hiểu về trái đất và những Super Sentai, đã thế lại vô tư và liêm khiết. Gai không chỉ là một đại diện cho trái tim chính nghĩa mà còn là người địa cầu duy nhất trong nhóm. Điều đó như một nguồn động lực thúc đẩy không ngừng, khiến cho anh dốc sức bảo vệ hành tinh xanh. Sau TV series, Gai vẫn dành phần lớn thời gian ở trái đất để liên minh cùng những Super Sentai hậu bối. Trong movie kỷ niệm 10 năm chiến đội hải tặc, Gai đã thành công liên minh tất cả chiến đội, thuyết phục họ trao toàn bộ sức mạnh cho Bộ Quốc phòng. Nào ngờ, Bộ Quốc phòng khi đó đã bị phe phản diện thao túng, đúng là báo quá báo. Ngoài ra, Gokai Silver cũng là chiến binh thứ 6 đầu tiên mà được debut trong một tập phim đặc biệt, dù cho màn xuất hiện đó cũng chỉ kéo dài vài giây. Đồng thời, anh cũng sở hữu cho mình một hình thái đặc biệt xuất hiện duy nhất trong tập 44, đó là Gokai Christmas. Hai Six Senshi kế tiếp, đó là Beastbuster và Starkbuster, đến từ chiến đội đặc mệnh năm 2012. Đầu tiên là chiến binh Beastbuster. Anh có tên thật là Masato Jin, một kỹ sư thiên tài từng làm việc tại trung tâm quản lý năng lượng. Sau sự kiện đêm Giáng sinh năm 1999, anh cùng các nhà khoa học tại trung tâm đã bị mắc kẹt trong không gian hyperspace, nhưng may mắn rằng anh đã không trở thành máy chủ cho tên virus Messiah. Tại đây, Masato đã dành 13 năm để tạo ra avatar cho bản thân, rồi gửi trở lại trái đất, cùng với đó là một body roy do anh tự phát triển để hỗ trợ cuộc chiến với các Gobuster. Beastbuster có thể coi là một chiến binh khá hoàn hảo, hội tụ cả tài năng khoa học thiên tài lẫn khả năng dẫn dắt đội nhóm, tài chiến thuật và sức mạnh chiến đấu vượt trội. Anh cũng rất khó để chết, hay nói đúng hơn là anh gần như bất tử ở trái đất, bởi cơ thể của anh vốn là một avatar, còn cơ thể chính của Jin vẫn mắc kẹt tại hyperspace trong suốt 13 năm. Nhưng anh lại chán ghét sự hoàn hảo và có xu hướng thích những cô máy gặp trục trặc. Những khuyết điểm đối với Jin mới chính là thứ thể hiện tiềm năng phát triển vô tận. Đến cuối cùng, anh đã chọn hy sinh nhân dạng thế thân này, cùng với đó là cả mạng sống thực của mình để phá hủy tấm thẻ Messiah trong người Redbuster nhằm cứu mạng cậu ấy. Cuối cùng là phá hủy hyperspace một lần và mãi mãi. Nhắc đến Beastbuster thì không thể bỏ qua người bạn đồng hành của anh, chiến binh Beast Jay Stark, hay còn được gọi là Jay. Đây cũng chính là Six Senshi thứ hai của Gobuster. Và một thời điểm không xác định trong quá khứ, anh đã được Masato tạo ra. Chúng ta chỉ được biết rằng Jay đóng vai trò như một người bạn thân thiết của Masato, đồng thời cũng là nhân vật trung gian gắn kết Masato với trái đất trong thời gian anh ấy mắc kẹt ở hyperspace nhờ khả năng tái tạo avatar của Masato từ dữ liệu. Ngoài ra, Jay cũng có khả năng mở cánh cổng giữa hai chiều không gian để triệu hồi ra cỗ máy Gobuster Beast. Đúng với cá tính của Masato, Jay được lập trình để trở thành một trợ thủ đắc lực và cũng là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, nhưng cùng với đó là những nét cá tính khá kỳ quặc. Anh ấy luôn cố tỏ ra ngầu lời và nghiêm túc một cách nửa mùa trong mọi tình huống, đặc biệt là Jay rất hay ngắt lời Masato, điều mà đã khiến ông thần này bị ký đầu không ít lần. Jay cũng thường thể hiện mình là một người rất sĩ diện và không coi ai ra gì, nhưng trong thâm tâm của mình, anh lại là một cỗ máy sống rất tình cảm, đặc biệt là với Masato.
dù được lập trình để nghe theo lệnh cũng như bảo vệ cho người đã tạo ra mình, nhưng đứng trước lựa chọn hy sinh của Masato Jin trong trận chiến cuối cùng, Jay cũng đã hiểu ra được sứ mệnh cao cả của người cộng sự và chiến đấu đến giây phút cuối cùng trước tên Enter để quá trình phá hủy tấm thẻ Messiah được diễn ra hoàn tất. Sau khi trận chiến kết thúc, Jay bắt đầu một cuộc sống mới dưới vai trò là đội trưởng đội kiểm lâm. Nhưng trong phần phim giữa Goldbuster và Killdozer, ta đã được thấy Jay giờ đây đã có thể tạo ra một avatar tạm thời của Masato nhờ vào những ký ức của anh về người cộng sự này. Ngoài ra, cũng là trong series Goldbuster này, chúng ta cùng đến với một Sixth Sensei rất đặc biệt nữa, xuất hiện thoáng qua trong movie của Goldbuster, hay đó chính là Green Hippopotamus. Anh có tên là Atsushi Domiyoji. Thực chất, người chiến binh này chỉ tồn tại ở một dòng thời gian khác, nơi mà chiến đội đặc mệnh chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một phiên bản parody mang tên là chiến đội động vật Goldbuster. Toei còn lầy lội đến nỗi recap hẳn một TV series 50 tập về chiến đội này, trong đó có sự kiện Green Hippopotamus đã bị từ trận ở tập 37. Dù chẳng có nhiều thông tin về người chiến binh này, nhưng anh đã tậu cho mình hai danh hiệu là chiến binh đầu tiên lấy chủ đề hà mã và cũng là Sixth Sensei có thời lượng lên hình ngắn nhất. Sixth Sensei chính thức thứ 19, đó là Kyurugon, đến từ chiến đội Thú Điện Long năm 2013. Anh là một samurai từ thời chiến quốc với danh xưng Utsusemimaru, phục vụ cho lãnh chúa Iwaizumi Moshinosuke từ 400 năm trước. Khi quân đoàn Debos đổ bộ tới Nhật Bản, hiền thần Torin đã trao cho anh sức mạnh từ Điện Long Pteragodon để trở thành chiến binh Kyurugon. Trong một trận chiến đó, nắm bắt được điểm yếu của Utsusemimaru chính là lòng tốt và sự nhẹ dạ cả tin, quân đoàn Debos đã suýt chút nữa tiêu diệt được anh, nhưng nhờ có chủ nhân của anh đã đem thân ra thế mạng. Qua quẫn trí sau bi kịch đó, Utsusemimaru chìm đắm trong sự thù hận và liên tục đẩy đội quân của mình đến thất bại. Đó cũng là lúc mà anh rơi vào cái bẫy của nội chiến kỵ Dogon, bộ giáp này đã hấp thụ anh ta làm vật chủ để chiếm hữu lấy thân xác cùng với sức mạnh. Cho đến thời điểm hiện tại, anh đã được giải thoát bởi các chiến binh Killdozer và tiếp tục sát cánh với họ trong nhiệm vụ bảo vệ địa cầu dưới biệt danh là Uchi. Về tính cách của anh, có phần trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và quá khứ bất hảo, khi từng là vật chủ của một tên tướng Debos hung hãn, Uchi lại là một người cực kỳ ấm áp và dễ gần. Nhưng ban đầu, anh ấy hơi khó hòa nhập với cuộc sống ở thời hiện đại khi liên tục bày tỏ những cảm xúc có phần tăng động hoặc cũng có thể trở nên rụt rè trước những thứ mới lạ. Nói chung là dù đã trải qua hơn 400 cái nồi bánh chưng mà cái nét của ông thần này thì vẫn như trẻ con. Xuyên suốt quá trình chiến đấu cùng những người bạn, Uchi đã học được cách làm chủ cảm xúc. Ấy vậy mà cái nét lo choi và vụng về thì vẫn mãi còn đó. Sixth Sensei chính thức thứ 20, đó là Tokyu Rokugo, đến từ chiến đội Hỏa Sa năm 2014. Anh là một nhân viên bảo trì đường sắt, người thường xuất hiện với chiếc kèn harmonica cùng những cơn mưa rào. Thực chất, anh từng là một thành viên của binh đoàn bóng tối hay với danh xưng là Saram, với khả năng tạo mưa để phá hỏng những ngày nắng đẹp. Anh từng được đánh giá cao bởi tướng quân Swatch nhờ sự trung thành và việc sở hữu Drill Ratcha. Nhưng rồi một ngày nọ, vì siêu lòng trước vẻ đẹp của cầu vồng mà Saram đã quyết định quay xe khoác lên mình vỏ bọc của một người bảo trì đường dây hay có tên là Akira Nijino. Không cam lòng để mất một đồng minh hữu ích, Swatch trong trận chiến nọ đã đe dọa đến tính mạng của những Tokyuger nhằm dẫn dụ Akira quay trở lại làm Saram. Nhưng rồi, chiến binh Tokyu Ichigo đã thuyết phục anh đứng dậy và phản kháng lại điều đó. Đồng thời, trưởng tàu và Ticket đã trao cho anh thiết bị biến thân để anh có thể chính thức gia nhập vào Tokyuger, trở thành chiến binh bảo vệ cầu vồng hay với biệt danh là Tokyu Rokugo. Khác với năm thành viên còn lại, Akira không phải là trẻ em, cùng với đó là sự hổ thẹn trong xuất thân, nên anh trở nên khép mình trong tập thể và gần như rất ít khi nở nụ cười. Akira cũng là thành viên có cá tính trưởng thành nhất, nói ít là nhiều và luôn dốc hết sức mình trong mỗi cuộc chiến. Tôi sẽ chết tại nơi đây là câu cửa miệng của anh. Câu nói này nghe khá là khôi hài, nhưng phần nào nói lên sự quyết tâm đến mức cực đoan của Akira. Sau này, khi nhận ra tầm quan trọng của mình đối với năm đứa trẻ, Akira cũng dần mở lòng mình hơn và bớt những suy nghĩ tiêu cực như trước. Chiến binh Tokyu Rokugo cũng là người có ý thức mạnh mẽ nhất về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ năm đứa trẻ, giúp chúng có thể trở về nhà. Còn mình sẽ mãi gắn với sứ mệnh bảo vệ cầu vồng, điều khiến anh trở thành một trong những Sixth Sensei thú vị nhất của dòng phim Super Sentai này.